Hello, xin chào cả nhà, quay trở lại với clip tiếp theo. Lâu rồi không có ra video nha. Hôm nay làm clip nhổ mì. Đây, đây là nghề tay phải của bà con này đây. Đây. Đấy, phát. Đấy, nhổ củ mì nha. Đây củ mì đây. Củ mì rất là to và dễ nhổ nữa. Cô vợ xin phép. Vậy. Ai ai đã tôi clip. Sang. Đây nha, anh em đang nhổ cái đám mì à. Đấy. Nhìn coi vui vui mình thức sáng không? Nhìn sáng con con. Go go vui tí cái loài vui. Vui con cái loài vui tí đi ra. Đấy, anh em nhổ mình nghỉ ngơi xíu để chuẩn bị làm tiếp mà bên kia nha. Đấy. Đây đi mời đi quay cho các bạn xem củ mì bên đây. Anh em nhổ từ sáng buổi chiều sẽ đi nhổ tiếp, giờ chuẩn bị nghỉ trưa. Trời bữa nay rất âm u, trời không có nắng, hôm qua thì mưa. Talk about.